Hạnh ơi, phụ nữ thì có thèm của lạ không? Đàn ông ấy thì luôn luôn thèm của lạ đúng không? Ừ. Còn phụ nữ nhá, chỉ thèm của lạ khi họ muốn biến của lạ thành của quen thôi. Ừ. Thế nên ấy, mới nói là đàn ông khi mà đã ra ngoài ngoại tình thì rất ít khi bỏ vợ. Còn nhá, riêng đàn bà mà đã ngoại tình rồi chắc chắn bỏ chồng. Thế Hạnh bỏ chồng chưa? Em thì chuyện này riêng tư, em không muốn chia sẻ. Có gì đâu mà chuyện bình thường. Cái tỷ lệ hôn nhân bây giờ nhá, cứ 2,5 cặp đôi thì có, trung bình 2,5 cặp đôi lại có một cặp đôi bỏ chồng bỏ vợ. Đó. Thế Hạnh bỏ chồng vì lý do gì? Hay là ngoại tình đúng không? Không, em ngoại tình thì anh. Thế hay bỏ chồng vì chồng yếu chuyện kia, chồng tranh gia? À, ngoài những cái vấn đề khác ra thì cũng có một phần là vấn đề đấy đấy. À, thế hóa ra là Hạnh bỏ chồng vì chồng tranh gia đúng không? Thế đấy. Nên là bây giờ mới lại quyết tâm bán cao xin xú đúng không? Đấy nhá, các anh nhá, nếu mà các anh không muốn bị mọc sừng ấy, hoặc là không muốn bị vợ bỏ ấy, thì mọi người nhá, inbox luôn cho em. Đấy, để em tư vấn cao xin xú cho các anh nhá, mọi người nhá.